Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đường bé bạch chư tôn đức. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Giờ này là 6 giờ sáng của Việt Nam. Tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, thủ đô Hoa Thịnh Đốn là 7 giờ chiều. Ngày 1 tháng 5 năm 2020. Như thường lệ là vào hai cái buổi sáng cuối tuần tại Việt Nam là sáng thứ bảy và sáng chủ nhật, huynh đệ chúng ta gặp gỡ và trao truyền cho nhau nghe về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Hôm nay chúng ta học kỳ thứ 24 và chúng ta học cái bài thi ca thứ 20. Thưa đại chúng, thì huynh đệ mình coi như đã gắn bó, có những vị đã mật thiết với tôi trong cái quá trình coi như là hơn 5 năm kể từ khi bắt đầu chúng tôi giảng nói ở trên mạng. Ngày hôm qua có một vài huynh đệ ở Canada, họ vui là nói rằng chúng con đã theo thầy hơn 8 năm rồi. Vậy thì từ khi mở Facebook tới giờ hơn 8 năm tôi mới hay điều đó. Cuộc đời nó có những cái sự đổi thay và nó có những cái biến đổi mà các Phật tử cũng đã gắn bó được như vậy là một cái niềm vui. Và có một vài huynh đệ hiện nay rất đông và rất đông những vị thiện hữu tri thức có những lời an ủi, động viên tôi rất là lớn, cho nên đó cũng là cái niềm làm cho tôi được thêm cái tinh thần. Và cái bài học hôm nay huynh đệ mình rất là vui để chia sẻ về cái vấn đề đặt nặng về vấn đề gọi là thiền của Đạo Phật. Dù rằng học tác phẩm đây là tác phẩm thiền, bài nào cũng thiền hết, nhưng mà bữa nay cái bài học này nó có nhiều lần nói cái chữ thiền. Như vậy thì học đạo, huynh đệ chúng ta phải học đạo, hiểu đạo rồi mới đặt cái vấn đề tu hành. Đó là cái mục tiêu mà tôi triển khai nhiều lần trở lại đây. Kể từ khi bắt đầu triển khai lại cái tác phẩm Chứng Đạo Ca này. Và có cái gợi ý để chia sẻ cái bộ Kinh Pháp Bảo Đà, thì tôi mới nhận ra một điều và cần nhắc đi nhắc lại cho huynh đệ mình, đó là cái vấn đề phải học đạo, hiểu đạo rồi mới đạt cái vấn đề tu hành. Đó là chủ trương của thiền gia xưa nay, mà trong đó ưu việt là Lục Tổ Huệ Năng và môn đệ của tổ là Huyền Giác Thiền Sư mà tác giả Chứng Đạo Ca này muốn nói lên cái vấn đề. Do vậy mà hôm nay cái bài thi ca này tôi chia sẻ một cách tường tận. Thiền sư nhắc chúng ta hãy quay về an trú nơi tự thân của chính mình. Như vậy thì tôi muốn nói lời vấn đề cho đại chúng nghe là Đức Thế Tôn, những lời dạy của Đức Thế Tôn xưa kia và kéo dài cho đến lịch đại tổ sư mà những vị gọi là đắc đạo, thì đều chia thành hai phần để trên cái con đường giáo hóa khuyên nhắc chúng sanh. Hai con đường đó là gì? Hai phần đó là gì? Đó là một là tự thể ngộ rồi mới đến hành trì. Hai là hành trì rồi mới đến thể ngộ. Có hai cách, chia ra làm hai cách để mà nói hai, nhưng mà thật sự không phải là
là hay đâu, nhưng mà ý là tùy cái hoàn cảnh mà cái sự nhận biết của chúng sanh, lãnh thọ hội giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng như là Đại Tổ Sư, thứ nhất là thể ngộ rồi hành trì, thứ hai là hành trì đến thể ngộ. Thì cái bài học hôm nay, thực chất cái bài học hôm nay nếu nói rằng của Đại Thừa thì đặt nặng vào vấn đề Đại Thừa thì cũng không hẳn, mà nếu nói của Tiểu Thừa thì cũng không hẳn. Có nghĩa là bài học hôm nay dầu Tiểu Thừa hay Đại Thừa đều phải đi ngang cánh cửa này. Đó là nói vấn đề thiền. Và chính bài học này rồi liên quan tới bài học ngày mai, bây giờ một tuần chúng ta học 2 ngày cũng còn vấn đề này để nói. Bài học hôm nay tôi xin đọc cái phần chánh văn: hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặc động tĩnh thể an nhiên, tung ngộ phong đao thường thản thản, giả nhiêu độc dược giả nhàn nhạt, giả nhiêu độc dược giả nhàn nhạt. Là hai cái từ giả các vị thấy khác nhau, chữ giả kia là chữ gi, còn chữ giả sau là chữ gd dấu ngã, chữ giả kia là gi dấu hỏi. Tôi xin đọc trở lại: hành diệt thiền, tọa diệt thiền. Chữ diệt đây là diệt c, có nghĩa là chữ diệt đây là cũng hoặc là và, mà chữ diệt ở đây cái bài này dịch ra là cũng cũng dấu ngã. Vậy thì xin phép tôi phát âm cho chuẩn như vậy, tại vì người miền Nam thì thật chất ra cái giọng phát âm có khi nó lệch lạc cái chỗ là giữa dấu hỏi và dấu ngã. Hành diệt, chữ diệt, diệt là gc JDIE có ít đặng diệt, hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ dấu ngã, mặc chữ C, động tĩnh thể an nhiên, tung ngộ phong đao thường thản thản, chữ thản là dấu hỏi, giả nhiêu độc dược giả giả nhàn nhạt. Tạm dịch nghĩa là đi cũng thiền, chứ hành là đi, đi cũng thiền. Tọa diệt thiền là ngồi cũng thiền. Ngữ mặc động tĩnh là nói nín động tĩnh thể an nhiên. Tung ngộ phong đao thường đãng đãng, nếu mà trúng gươm dao tâm ta vẫn bình yên. Giả diêu độc dược giả nhàn nhàn là bị thuốc độc cũng phải giữ lòng thanh thản. Thưa đại chúng, đọc tới cái bài này, huynh đệ chúng ta hãy nghĩ là nhận ra được. Nhận ra chúng ta có cái hình hài năm uẩn này. Thì như vậy cái hình hài năm uẩn này, cái gì là lớp vỏ bọc bên ngoài, cái gì là thật chất ở bên trong? Hay nói cách nào đó, hay nói một cách khác nào đó, cái khổ không phải vì tấm thân này. Cái khổ không phải vì tấm thân. Dẫu rằng từ xưa cho tới nay nói là do có thân mới có khổ, nhưng mà xét cho cùng, suy cho tận, cái khổ không phải vì tấm thân này. Mà chúng ta, huynh đệ chúng ta khổ là vì chúng ta chồng thêm quá ư là lớp áo. Chứ giá như nếu chúng ta chỉ có một cái tấm hình hài này thì cũng không có mấy gì gọi là khổ. Khổ không bao nhiêu đâu, mà tại chúng ta chồng thêm quá ư là lớp áo. Lớp áo gì? Đầu tiên chúng ta vừa sanh ra, chúng ta là một hài nhi bé bỏng. Chúng ta khóc quẹ quẹ khi cái tiếng khóc ban đầu mà ra.
Cho tới khi chúng ta mỗi lần khóc chúng ta co chân, co tay, chúng ta qué lên, rồi cha mẹ chúng ta mới đặt cho ta một cái tên, một cái tên. Tên Phúc và tên Tâm và tên Huệ hoặc là tên Hồng hoặc là tên Lan hoặc là tên Đức hoặc là tên Tài hoặc là tên Tâm gì đó, tên Hiếu, tên Hùng, tên Hạnh gì đó, vâng, đặt cho ta cái tên. Thế rồi mỗi lần ta khóc hay là ta bò hay là ta chập chững bước đi thì cha mẹ, anh em, anh chị, ông bà, cô bác kêu cái tên đó, kêu cái tên đó, con à, Tâm à, Hiếu à, Nam à, Đức à, vân vân, kêu cái tên đó, kêu riết rồi ngày qua tháng lại, cho nên mình gắn sâu trong cái tâm não này bằng một cái tên mà cha mẹ đặt ra, chứ lúc đó mình chưa có biết cái tên đó là chi. Nhưng mà mỗi lần kêu Tâm à, Hiếu à, Đức à, Tài à, Hạnh à, Trung à, vân vân, thì nghe kêu cái tên đó thì mình bắt đầu mình biết đó là cái kêu mình, tên của mình. Mình nghe rất dần thói quen, bắt đầu mình phát cái lớp áo đó, cho tới khi mình bắt đầu biết đi, biết nói, cho tới khi mình phát triển cái trí não lên thì bắt đầu người ta mới nói ồ, Tâm à, con dễ thương, Hiếu à, con dễ thương, con đẹp trai, con thế này thế kia, à, bắt đầu là mình thấy cảm thấy vui. Nhưng mà nếu nói ồ, cái thằng cu Hiếu này, thằng cu Tâm này, thằng Tèo này, thằng Tí này, cái thằng này nó xấu ảnh, nó vô duyên, tao không có ưa mày đâu. À, ông bà mình cũng vẫn chơi, cô bác mình vẫn chơi như vậy, là bắt đầu mình thấy có một cái gì đó nó xa cách bởi một cái tên. Đó là một cái lớp, một lần lớp áo mà cha mẹ phát lên cho mình. Để mình có mặt trên trần thế. Đó là một lần phát áo. Mà lần phát áo này nó làm cho chúng ta suốt một cuộc đời. Bắt đầu ai đó nói tới cái tên đó của mình, mình cho là của mình, khen thì nó dễ dàng. Nhưng mà chê bai, chỉ trích cái tên đó của mình thì nếu như mình không có tu, không có học, không có biết được đó là cái lớp áo, thì mình vì cái lớp áo đó mà mình khổ đau. Đây là kinh nghiệm bản thân tôi. Như tôi không có biết mạng là gì cả, tôi chỉ biết cái Facebook này là dữ lắm rồi. Tôi không biết YouTube gì đó. Tôi cũng chẳng biết gọi là gì, cái gì mà nó những cái thời đại mới. Thế thì có nhiều lần có những người Phật tử từ ở Việt Nam điện qua nói với tôi, nói thầy, có cái người đó họ nói xấu thầy, họ kéo tên thầy, họ đưa ảnh thầy từ xa vạn dặm, nó qua một cái viễn liên, mà khi mình nghe nói cái tên đó mà người khác nói lại, người ta nói cái tên đó, mình cho nó là mình, hình ảnh đó mình là chấp là mình, thì thiệt cái tên đó là ta kéo mình ra ta nói. Nhưng mà các vị biết mình đau khổ cỡ nào không? Nếu như mình không nhận ra cái con người thật của mình không phải là cái sự khổ đau đó. Cho nên thời gian sau này tôi nói một điều mà có nghĩa là tôi tránh được đó, là những ai mà gửi, những cái ai mà chửi tôi, công kích tôi mà gửi cho tôi là tôi delete người đó. Tôi xin phép là tôi không làm bạn với người đó.
Người đó gọi là người đó coi như là không hiểu tôi mà gửi cho tôi coi, hoặc là không hiểu tôi mà gửi vậy khác nào vẽ không đậm mà đồ mới đậm, thì thôi đây là không phải là thiện hữu tri thức của tôi. Nếu thiện hữu tri thức của tôi thì phải có một chút kính nể, một chút cảm thông để học đạo chứ. Còn chúng sanh trần đời thì nó nói cái gì kệ nó, mà quan trọng là các vị là hơi thở của nhau để cùng nhau chia sẻ học đạo. Tôi mày mò, tôi hướng dẫn, tôi đâu có ăn cù lao, ăn tiền lương gì đâu. Vì cái trách nhiệm, cái vai trò của người đệ tử Phật xuất gia thì ăn cơm của Đàn Na Túng Thí bao nhiêu năm, thầy tổ giáo dưỡng bao nhiêu năm, thì cố gắng mà trình bày, mà diễn thuyết lại y như pháp để cho huynh đệ mình học thôi. Chứ đâu có dính líu gì các vị, phải không nè? Như vậy đó là một lớp áo đầu tiên mà khi vì xúc chạm tới cái tên của mình, mà cái tên này ai đặt? Cha mẹ ông bà đặt. Cha mẹ ông bà đặt, chứ đâu có ai mà có mặt ở cuộc đời này lại có cái tên, chưa có mặt lại có cái tên đó đâu. Đó là một cái tên, đó là lớp áo đầu tiên. Rồi bắt đầu mình có mặt cuộc đời này, cái lớp áo thứ hai là người thân, gia đình mình, dòng họ mình, người yêu mình, chồng vợ mình, rồi tiếp tục cứ khoác lên lớp áo quê hương mình, làng nước mình, văn hóa mình, tôn giáo mình, quốc gia mình. Tất cả những cái thứ đó không khéo nó lại cứ tiếp tục chất chồng lên trên cái hình hài năm uẩn này. Nó sắp hàng, nó chờ, nó đợi để mình khoác lên. Khoác lên. Đến khi ta lớn lên rồi, ta học hành, ta thành đạt. Có người thì được làm kỹ sư, có người làm bác sĩ, có người làm giáo viên, có người làm chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh, bí thư, cán bộ cấp cao, rồi có người thì làm thống đốc, có người thì làm tổng thống, có người thì làm vua, vân vân. Có nghĩa là có cái danh vọng với cuộc đời. Bắt đầu cái danh vọng đó lại là lớp áo dày dặn lớn mạnh, ai đụng tới là mình sống chết. Như vậy ta thử hỏi, có những lúc ta nổi lên những sự đau khổ, phiền giận, bực bội, bất an mà ta gọi là ta nổi khùng, ta nghe ta muốn nổi khùng, như vậy từ đâu? Có phải từ ta không có tâm, không có kiềm hãm được tâm thức của ta, gọi là ta không có thiền? Như vậy hôm nay tôi chia sẻ bài này một cách rất rõ ràng để anh em huynh đệ mình cùng nhắc nhở với nhau. Có qua, có lại, có một cái tấm lòng. Tôi thì vì cái nền chánh giáo của Như Lai, các huynh đệ thì cũng cố gắng tìm học lời chánh giáo của Như Lai. Hiểu nhau như vậy thì coi như cái chuyện huynh đệ mình nó còn một cái lâu dài để trao truyền cho nhau. Như vậy thì có hai cái vấn đề mà chúng ta phải biết là giữa kinh tạng Đại Thừa và kinh tạng Tiểu Thừa. Nhưng mà thật chất tuy hai mà một, tuy một mà hai. Kinh tạng Đại Thừa có nghĩa là từ thể ngộ đến hành trì. Như tôi đã nói là có Thế Tôn và chư tổ sư đắc đạo chia cho chúng ta hai phần. Thứ nhất là tự thể ngộ đến hành trì, thứ hai là hành trì đến thể ngộ. Thì kinh tạng Đại Thừa thì đại đa phần là thể ngộ rồi mới đến hành trì. Thể ngộ rồi mới đến hành trì. Sở dĩ tại sao
chư tổ sư kết tập lời Phật dạy qua cái kinh văn gọi là Kinh Tạng Đại Thừa, nó có nhiều cái ẩn dụ. Mà thật ra cái kỳ mà tôi năm 2012 đó, tôi viết luận lại cái tác phẩm Chứng Đạo Ca này, mà lúc đó đó có một đạo hữu hỏi mà tôi cứng miệng, và tới bây giờ tôi mới nhớ lại câu hỏi đó, mà ngày hôm nay tôi xin trả lời với đại chúng. Ngày đó là tôi cứng miệng, tôi không trả lời được. Mà có trả lời thì cũng trả lời với cái để là lý luận, để cho nó qua truông thôi, chứ không trả lời đủ như cái ngày hôm nay mà tôi giải thích cho chư huynh đệ. Tại sao Kinh Tạng Đại Thừa chư tổ kết tập lời Phật dạy qua cái văn, cái cách đó là gọi là ẩn dụ? Đạo của mình nghe nó như đâu, như trên trời, trên mây vậy đó. Nghe giống như là chuyện mà thần thánh quá, có những lúc thần thánh quá. Cho nên nếu như mà Kinh Tạng Đại Thừa nếu được tiếp nhận một cách rõ ràng thì cái đạo Phật của chúng ta nó giống như cái món hàng sắp hết đá, gọi là sắp hết hàng sử dụng mà phải rao bán, mà bên Mỹ tôi có danh từ là sale giảm xuống 30%, 50%, hoặc giả là buy one get one gì đó, là mua một tặng một. Nếu như đạo Phật mà dễ dàng, mà rẻ rúng, đạo Phật mà dễ thâm nhập thì cũng giống như món hàng sắp hết hàng sử dụng. Vì vậy mà chư tổ mới nghĩ ra một cách rằng phải viết lên những cái bộ Kinh Tạng Đại Thừa vẫn nương từ cái gốc căn bản là lời của Đức Thế Tôn trong những cái Kinh Tạng Tiểu Thừa, mà diễn dịch ra, phóng mạnh ra, nó trở thành Kinh Tạng Văn Học Đại Thừa. Mà Kinh Học Văn Học Đại Thừa ngày nay, nếu như nói cái kiểu của tôi nói hôm nay đó, cái kiểu mà chân nghĩa đó, chân nghĩa chân đế đó, thì lại khó đi vào lòng người. Cho nên ngày nay một số quý thầy được học nhiều, biết nhiều, nghe nhiều, bằng cấp nhiều, cho nên mấy thầy vận dụng cái lý luận, cái giải minh, cái tâm lý để mấy thầy dễ dàng tiếp cận và có thể giúp đỡ cho một số người sơ cơ vào đạo. Cái điều này không phải dở. Tuy rằng tôi nói vậy thôi, chứ tôi thưa thiệt với chư huynh đệ đó, cái đạo Phật của ta đó có những cái giai đoạn nó tưởng chừng như không còn ngôi lên được, nó dần tắt liệm. Mà tôi đã từng nói đó, Phật giáo của chúng ta có những cái giai đoạn các tu sĩ của chúng ta đó, một tay dẫn vợ, một tay bồng con. Vậy mà người ta, quý vị đó, người ta mặc được, còn mặc cái lớp áo này, người ta còn cái hình thức này. Vậy mà người ta còn giữ được cái đạo, cố gắng để cho duy trì được cái hình thức của đạo, để cho nó không tắt liệm trong cuộc đời, để chờ có cơ hội mà có những thầy suy nghĩ, ý tưởng cao thượng để giữ gìn, tiếp tục truyền trì được tới ngày hôm nay. Cho nên những thầy tu nào mà cứ đổ thừa thời nay là mạt pháp, đó là người đó thật sự ra là, nếu nói về thế gian thì gọi là yếm thế, mà nói về con người, thân phận con người thì gọi là bi quan, mà nói về đạo thì chưa có hiểu gì đạo, làm sao mà mạt được. Nếu dòng lịch sử trôi qua của đạo Phật 2600 năm trở lại đây, các vị biết đạo Phật có những lần bị đánh tan tành, đánh không còn manh giáp, không còn một trang kinh. Bằng chứng như tôi đã nói đó,
là thời mà 10 năm gọi là cách mạng văn hóa Trung Hoa lục địa đó, thì các vị biết chùa chiền đập nát hết, hình tượng kinh sách đốt hết, chỉ có vị nào lén mà đem đi thải vô động Đôn Hoàng hoặc một số hang động rồi lấy xi măng cốt thép rồi trám nó lại thì đập, họ không biết, họ không có nó đập, thì sau này móc ra được vài trang kinh, vài quyển sách thôi. Còn Việt Nam mình, nói chỉ xa như tôi đã nói, thời của Lê Chiêu Thống đã phá hủy tất cả những văn hóa, những sách sử, những sách vở, sử liệu, kinh sách của Khổng, của Lão, của Phật, không còn gì tại Bắc Hà. Thì các huynh đệ thấy đó, tôi nói chỉ hai cái dòng lịch sử của thế gian, đó là Trung Hoa lục địa và Việt Nam thôi. Hà Huốc, Ấn Độ cổ. Vậy mà Phật giáo mình vẫn hiên ngang cùng tế nguyệt. Dầu trần đời nhân tâm có đổi thay bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà chánh giáo vẫn còn luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta. Mà tại vì chúng ta không có cái cơ hội được minh sư khai mở, không có được thầy lành bạn tốt chỉ cho mình cái cách mở khóa đó mà thôi. Chứ còn chánh giáo luôn luôn ở trong mỗi chúng ta, chứ không hề ở riêng của một ông Như Lai Thế Tôn nào cả, hay là một vị tổ sư nào cả. Cho nên tại sao Kinh Tạng Đại Thừa lại có những cái ẩn dụ mà mình đọc mà nếu không có người khai mở thì một là không hiểu, hai là lắm khi giống như trù tượng mê tín. Tại vì thứ nhất là ngôn ngữ của đạo chân thật thường hay giấu kín cái phần tinh túy để thanh lọc bớt cái thành phần tạp nhạp mà làm cho hàng long tượng hay là kỳ lân để xuất thế mà lọt vào cửa đạo. Như tôi đã nói mạnh, nói mẻ, đó là đạo Phật không phải là mớ cá ương mà khiêu nài bán rẻ để chợ trưa, để về trễ. Cho nên vì vậy mà Kinh Tạng Đại Thừa, những cái ngôn ngữ chân thật thường phải giấu kín cái phần tinh túy để thanh lọc bớt đi cái thành phần tạp nhạp mê tín. Mà vô tình như vậy, những thành phần gọi là long tượng, kỳ lân thì lại lọt vào cái mảnh đất địa đàng ấy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, sở dĩ giấu kín cái tinh tế ẩn dụ như vậy để cho cái hàng tâm thức thiết tha vươn lên ngang tầm nhận ra được đạo lý. Hạng người tâm thức chưa rộng mở mà dạy đạo lý chân thật thì khác nào bán hàng nài nỉ vì đồ sắp hết hạn sử dụng. Nài nỉ cho nên người ta mua rồi, người ta cũng đã mua rẻ rồi đó, mà còn cầm tới cầm lui. Chính bản thân tôi đây, cái gì tôi cũng có trải qua, tôi mới nói thiệt các vị. Trời ơi, có nhiều khi đi ra ngoài chợ á, hồi lúc mà cái mùa mà nó mùa hàng sale á, tôi nói thiệt các vị, hồi á, những cái chợ của người Mỹ họ bán á, cái bắp cải đó, bắp cải trắng, bắp cải nồi đó, bán một đồng ba phao. Vậy mà tôi còn đứng tôi lột mấy tôi đứng tôi lựa từng bắp, rồi tôi còn lột mấy cái già tôi bỏ nữa. Tôi về tôi suy nghĩ, tôi trời ơi, đã một đồng ba phao mà tội nghiệp người ta bị gì đó tới, nó trúng mùa, hoặc giả là nó tới mà không cắt thì nó hư, cho nên người ta bắt cắt bán đổ bán tháo. Vậy mà mình còn đứng mình lựa, trời ơi, mình lựa một cách đau xót. Chính tôi có làm việc đó, khóm cũng vậy. Tới cái mùa mà trái thơm mà nó rộ rồi, thật sự không bán dục đâu cho hết. Họ đem họ bán á, đồng trái à, 99 sen một trái à. Trong khi với cái thời như thời gian này nè, nó chưa có rộ mùa nè, 3 đồng, 4 đồng một trái.
cho tới khi nó rộ mùa họ bán rẻ 3 đồng, 2 đồng 3 trái. Vậy mà mình cầm trái thơm lên trời ơi, mình lựa từ trên tới dưới, mình lựa đủ điều ở trên hết trời. Đó, thì vì lý do đó mà tổ sư kết tập văn hóa Kinh Tạng Đại Thừa phải có những cái tinh túy cất giấu để cho những người mà thiết tha, mà cái tri thức cao, họ mới tha thiết họ nhận ra được những điều đó. Đó là tôi nói hai việc mà ngày xưa tôi không trả lời được câu này. Tôi không trả lời được. Bởi vì lúc đó đó, khi mà tôi viết luận chứng đạo ca này, các vị, tôi có một người Phật tử, họ lúc đó họ tha thiết, tất cả lúc đó tôi chưa biết đánh máy chữ. Tôi chỉ biết bằng tay, tôi biết bằng tay cho đạo hữu đó đi về, vị đạo hữu đó bán cái tiệm gọi là furniture đó, là bán tủ, bán giường, bán ghế, rồi bán salon rồi đó. Rồi cái trong lúc mà người ta không có vô mua đó, cái tiệm lớn lắm, thì đạo hữu đó tội nghiệp ngồi mài mò đánh má cho tôi. Cho nên tôi cũng cảm ơn, nói đây là tôi cảm ơn đạo hữu đó. Cảm ơn đạo hữu đó. Cho nên những cái bài mà đăng tải trên Facebook và trang web mà từ năm 2012 cho tới 2016 là hoàn toàn tôi không có rành về chứng tả. Bắt đầu từ 2016 trở về đây thì tự động nói chứ nó quen rồi, bắt đầu tôi biết đánh máy và tôi biết à, thí dụ khi mình đánh vậy đó là bắt đầu mình cũng có nhớ được cái chứng tả một chút. Đây là các vị thông cảm. Cho nên những ai mà xem lại những cái bài mà tôi đánh máy từ năm 2012, những cái bài đăng mà từ năm 2012 cho tới cuối năm 2015 là hoàn toàn lúc đó tôi không biết đụng vào một cái gì cả. Tôi chỉ biết viết tay, hoặc giả là tôi đánh máy đơn giản sơ sài, lúc đó còn chưa biết đánh dấu nữa. Đánh cái chỗ nào đánh dấu được thì đánh, không đánh thì đánh đại vậy rồi. Cái rồi Phật tử đó họ cũng, tôi cũng không biết gửi mail, mà tôi cũng không biết gửi cách gì, chứ mấy bây giờ mà quá rành không, giờ là gọi là quá rành. Quá rành là biết bấm vô copy rồi gửi rành vậy đó. Rồi lúc đó đó phải mở cái team view, rồi đạo hữu đó bảo tôi phải bấm vô chỗ đó, rồi họ từ cái máy của họ vào cái máy của tôi, họ rút cái bài về. Đó là điều tôi nói chân thành. Và trong đó có một cô Phật tử rất là ngoan đạo ở tại Chicago. Thành ra cái công trình mà tới ngày hôm nay, mà nếu như những ai mà đã biết tôi từ bắt đầu mở trang Facebook này 2012 tới bây giờ, tôi vô cùng hoan hỷ. Trong đó hiện giờ có người đang nghe, đó là cô Phật tử ở Canada. Hôm qua cô có nói với tôi là con đã theo thầy, biết thầy hơn 8 năm rồi thầy ạ. Quý quá. Đó là tôi phân tích kỹ. Lúc đó đạo hữu đó hỏi chứ thưa thầy, tại sao mà Kinh Tạng Đại Thừa nói cái gì đâu không à? Sao không nói thẳng đi? Không nói thẳng như Kinh Tạng Tiểu Thừa đi. Thì bây giờ bắt đầu tôi tiếc là hồi lúc đó tôi không đủ khả năng diễn dịch. Mà bây giờ tôi diễn dịch như vậy thì từ năm 2012 là tác phẩm Chứng Đạo Ca này tôi bắt đầu luận giải, tới bây giờ là 6-7 năm trời. Rồi, cái điều thứ hai, tôi trở lại vấn đề Kinh Tạng Tiểu Thừa. Thì giống như nó ngược lại Kinh Tạng Đại Thừa là hành trì đến thể ngộ. Hồi nãy là tôi giới thiệu Đại Thừa trước, đúng ra là phải giới thiệu Kinh Tiểu Thừa trước, vì Tiểu Thừa là cái gốc mà. Nhưng mà vì chúng ta đang học Kinh Tạng Đại Thừa, cho nên xin phép các vị là tôi đi từ cái trên và bây giờ xuống tới cái gốc, cái ngọn xuống tới cái gốc. Kinh Tạng Tiểu Thừa thì với cái cách là Đức Thế Tôn dạy cho người hành trì rồi mới đến thể ngộ. Hành trì nhờ thực tập thiền quán hành trì đến thể ngộ để nhận ra cái bản chất của ta không phải là năm uẩn, gọi là vô ngã. Khi nhận ra vô ngã rồi, bây giờ mọi chuyện xảy ra khổ đau phiền lụy, ta thấy nó rơi rụng như lá mùa thu. Bởi vì hình hài cơ thể vật lý vốn không thật,
thì cái buồn từ đâu sinh? À, cho nên cái ông mà Thiền Tông Tân Diệu ông nói cũng không sai, ông nói là tôi là vượt cái vật lý để trở về Phật giới là vậy. Bởi vì ông này ông có đọc, ông là nha sĩ ông có đọc. Ông có đọc mà ông đọc những cái căn bản, nhưng mà cái căn bản mà do quý thầy đọc những cái gọi là cao vời quá. Cao vời quá, học vị văn bằng nhiều quá, chức vụ nhiều quá, cho nên vì vậy mà cứ nói những cái gì đó gọi là lấy cái mát của mình nhấn vào cái trái tim mình, nhấn vào khối óc mình, đưa cái mát học vị của mình ra, cho nên bị cái ông Thiền Tông Tân Diệu này ông quýnh kêu bằng là coi như là chạy quá còi, chạy quá cò. Đành rằng ông ỷ ông quá đọc, ông nói có rút tào lao binh tướng, nhưng mà thật chất là ông có bỏ ra cái công trình nghiên cứu. Ông có bỏ ra công trình nghiên cứu. Thế nào người ta đúng, mình phải nói người ta đúng. Chứ không phải rồi, trên đời này không có cái gì mà nó hoàn toàn là sai lầm hết đâu. Phải có cái đúng. Như tôi đã nói, sở dĩ Kinh Tạng Đại Thừa có những cái tinh túy không nói ra trực tiếp được, mà nói qua cái ẩn dụ để cho bớt cái thành phần tạp nhạp tống ra. Bởi vì Kinh Tạng Đại Thừa gọi là đi tìm những bậc long tượng, những kỳ lân xuất thế, chứ không có đi tìm những con người gọi là nhẹ dạ yếu tim. Rồi bây giờ tới Kinh Tạng Tiểu Thừa. Kinh Tạng Tiểu Thừa thì phải thực hành trước, phải hành trì trước để nhận ra cái bản chất của ta không phải là năm uẩn, gọi là vô ngã. Cho nên cái giảng của quý thầy ngày nay á, các vị biết rằng là gọi là giảng lộn lạo. Giảng lộn lạo. Giảng lộn lạo là vì cái bản ngã, vì danh dật tín đồ, danh dật cái chùa chiền, danh dật danh lợi, danh dật đủ mọi mặt, cho nên giảng pháp lộn lạo. Nếu như mà giảng tiểu thừa thì phải dạy cho người ta cái hành trì để đến thể ngộ. Mà hai giảng đại thừa là phải chỉ cho người ta cái thể ngộ rồi mới đi tới hành trì. Các vị rõ điều đó để tôi thiệt là bây giờ các vị quan hỷ cho tôi là để cho tôi nói thật sự, tôi phơi bày cho các vị. Phơi bày một cách thật sự. Không có còn cái gì nữa mà giấu giếm mà để cất giữ hết. Giấu giếm cất giữ như vậy là khác nào như là mình ích kỷ. Cho nên á, mấy thầy nói lộn lạo, thí dụ như có hai ông thầy không ưa tôi, chứ có một ông thầy không ưa tôi, giữa tôi và ông thầy đó. Thì tôi giảng đại thừa, tôi chỉ cho cái thật tánh mình là Phật. Thì ông thầy đó, ông chơi mình trở lại. Ông nói là tu hành là phải quan trọng là thiền quán hành trì. Chơi vậy đó. Chứ còn nói chuyện đâu đâu không. Cái tới chừng mà tôi dạy hành trì đó, thì ông lên pháp đường, ông chơi ngược nó lại. Tu hành là phải nhận ra mình là Phật. Cái chơi đã không? Chơi đã không? Mấy thầy ngày nay chơi tình trạng đó thì Phật tử nó khùng luôn. Nó khùng luôn, cho nên nó mới chia làm hai phe. Hễ mà ông thầy này nói vậy thì ông thầy của họ nói vậy, cho nên bắt đầu nó quýnh, nó nói là cái ông thầy tài đó, ôi nói ba láp ba xà. Rồi tôi nghe cái tôi chịu không nổi, cái tôi quýnh ngược trở lại. Thế thì ông thầy đó, ông quýnh ngược trở lại thì cái đám đệ tử nó ô, thầy mình dạy dễ căn bản. Đó là cái dở mà cái kẻ hở mà không một thế lực nào bên ngoài phá hoại được đạo Phật. Chỉ có thầy tu là chính yếu mới phá hoại được đạo Phật. Rồi tới tín đồ, nói chung là tứ chúng mới phá hoại được đạo Phật. Rồi tại vì gọi là hòa mà không hòa là vậy đó. Cho nên giảng đạo, người có kinh nghiệm, người có học tập, người có căn bản thì phải thấy nhận rõ ra điều đó. Đối với hạng trình độ nào cần phải nói thể ngộ rồi đến hành trì. Đối với hạng căn cơ nào phải nói hành trì đến thể ngộ. Đó là điều tôi nhắc, bởi vì tất cả đây hiện là Phật tử gọi là thiện hữu tri thức.
đã chấp nhận giờ học kinh học tác phẩm chứng đạo ca này là thiền ngũ tri thức. Chứ còn cái đám mà gọi là mê ăn, mê ngủ, mê danh, mê cúng, mê bái, mê lại thì giờ này không học nổi đâu. Bởi vì tôi mới chọn cái giờ này là 6 giờ sáng Việt Nam. Chỉ có những người nào mà nhiệt tâm, nhiệt tình, nhiệt quyết mà coi như là mới quan hỷ mà ráng cố gắng học. Đây là tôi nói sự thật. Chứ còn giờ này á, cái đám mà nó không căn cơ, nó không tiếp nhận nổi thì thôi ông thầy đóng nói chuyện gì mà ngộ thì thôi, để cho tôi tụng kinh cho rồi. À, 4 giờ dậy tụng kinh, 5 giờ ở chùa thì 4 giờ, còn Phật tử thì 5 giờ, 6 giờ. Đâu mở không, nghe ông thầy ông nói trên trời vậy. Tôi tụng kinh, tôi cầu nguyện để cho tôi được sức khỏe, cho tôi đẹp, cho tôi coi như là được cái giàu sang, tôi cầu nguyện cho tôi tâm nó an. Chứ còn thầy đâu nói gì đâu không à. Tôi các chị thấy đâu phải giảng pháp mà dễ đâu. Đâu phải thể nhận được giáo pháp mà dễ đâu. Cho nên vì vậy mà đạo Phật không phải là mớ cá ương là vậy đó. Cho nên kinh tạng đại thừa là không nài bán rẻ. Bởi vì Phật giáo, chánh giáo của Như Lai, chân lý lẽ thật, nếu như ai cũng nhận được thì trần gian này không có khổ đau, không còn phàm phu, mà toàn là thánh vị không hay sao. Mà nếu cuộc đời mà thánh không thì còn gọi gì là cuộc đời. Cõi ta bà này mà toàn là thượng thiện nhân không thì đâu gọi là ta bà, mà phải gọi là cực lạc rồi. Đó, cho nên thôi cái câu chuyện đó để ngày mai tôi kể. Câu chuyện đó để ngày mai kể. Nó liên quan ngày mai rất hay. Cái câu chuyện mà của một cái ngày, một cái con người mà sanh cùng thầy Đức Phật mà ở Hy Mã Lạp Sơn đó. Hy Mã Lạp Sơn mà cho tới mà ông ta cũng ông lúc đó ông ta chưa biết đạo Phật, bị cùng thời mà cách ở xa xôi vạn dặm mà làm sao có thông tin truyền thông gì. Nhưng mà ông ta cũng tập gọi là thiền quán theo, không ngờ là theo cái kiểu của đạo Phật mình. Nhưng mà đó là tự ông ta phát minh. Và ông ta mới thấy cuộc tử sanh, thấy cái chuyện danh lợi bồng bềnh, ông ta mới độ rất nhiều cái thanh niên trong vùng. Cho nên có sự ganh tị của một vị quan địa phương. Quan địa phương cần những cái thanh niên học cho có tài để đi đánh trận thế này kia, mà tại sao có cái ông này xuất hiện, ông dạy toàn là những cái gì mà tối ngày cứ ngồi thiền quán rồi coi như là không có nghĩ tới danh lợi nữa. Cho nên ông ta mới tức tối mà bắt ông này phải chọn ba điều kiện. Thứ nhất là ông phải bỏ xứ mà đi. Thứ hai là ông phải dẹp hết các cái lớp dạy của ông. Thứ ba là ông phải chọn chén thuốc độc. Thì cái ông này ông nói rất là rõ ràng, ông nói thưa ngài, hai điều kiện trước tôi không thể chọn được. Vì thứ nhất, tôi sanh ra ở địa phương này, từ cố tổ, tổ tiên tôi, cha mẹ tôi, dòng họ tôi ở địa phương này, thì tôi không hà cớ gì mà tôi bỏ nơi chôn nhau cắt rốn. Điều cái thứ hai là những học trò, những huynh đệ đến với tôi, người ta học, tôi đã giúp cho họ rất nhiều để họ không làm những điều ác. Thì bây giờ tôi cũng không hà cớ gì mà tôi không cho họ đến với tôi. Chỉ có điều kiện thứ ba là chén thuốc độc, tôi xin thỏa nhận. Bởi vì những gì cuộc đời tôi đã trải qua mà có một chuyện tôi chưa trải qua mà Đại Quang giúp cho tôi, đó là chén thuốc độc. Vì xưa nay tôi nói cái chuyện chết mà tôi chưa hề biết chết nó ra làm sao. Và tôi cũng không biết bao giờ tôi chết. Cho nên tôi xin cuối tuần này tôi sẽ nhận cái thuốc độc. Ba điều kiện, ông chọn điều kiện cuối cùng. Và cuối cùng ông uống chén thuốc độc. Khi uống chén thuốc độc thì tội nghiệp tất cả các đồ đệ của ngài, bị cuối tuần bắt buộc phải đưa chén thuốc độc. Uống thì các đồ đệ cản ngăn, nhưng ông nói không, đây là ta đã chọn. Vì các huynh đệ à, ta đã từng trải qua quá nhiều danh, lợi, bạc, tiền, tình, vân vân. Ta đã trải qua rồi, ta đã nếm rồi. Chỉ có điều là ta chưa biết ta có trải qua cái chết hay chưa.
Bởi vì cái quá khứ ta không biết, mà ta chỉ biết kể từ khi ta có mặt hình hài này, ta biết rằng cuối cùng của cái hình hài này cũng là cái chết. Thì ta không biết cái đó nó đến lúc nào. Cũng may cho ta là nhờ ông quan kia mà ta chọn cho ta cái chết, để ta biết cái chết nó tới lúc nào. Thì khi ông uống cái thuốc độc nó thấm vào người rồi đó, thì bắt đầu ông nằm rất là tỉnh tại. Ông nói, ồ, ta đang thiền tọa đây. Ồ, cái chết bây giờ nó coi như nó đã lên tới đầu gối rồi nha. Ồ, các con à, nó đã lên tới đầu gối rồi, nhưng mà trí não ta vẫn an. Trí não ta vẫn còn biết nha các con. Rồi dần dần nó chết lên tới cái bụng. Ồ, nó chết lên tới cái bụng rồi. Coi như ta không còn nhúc nhích được từ cái bụng trở xuống. Coi như ta bất động rồi. Nó chết tới cái bụng rồi. Nhưng mà trí não ta còn an nha các con. Nó chết tới trái tim. Rồi. Nó đã tới trái tim ta rồi. Nó đã ngừng đập. Ta chỉ còn một trong hai giây nữa thôi. Ta thấy trí não ta còn an nha các con. Rồi cuối cùng rồi. Trí ta vẫn còn an nha các con. Rồi ông thở một cái thở cuối cùng ông ra. Đó là câu chuyện có thật. Cho nên người tu khi mà biết được đạo lý là như vậy, để cho biết được cái chuyện tử sanh rất là nhẹ. Giống như cái người mà có lý tưởng lớn vì một cái quê hương dân tộc, người ta xông pha trận mạc giữa xa trường, giữa lòng tên mũi giáo, mà vì lý tưởng đó người ta không hề nề hà sợ chết. Chứ nếu ai cũng nề hà sợ chết thì có ai mà dám xông pha trận mạc. Các vị nhớ như vậy. Như vậy thì cái điều mà Kinh Tạng Tiểu Thừa sở dĩ tại sao kêu chúng ta rằng phải hành trì, dạy cho chúng ta cách hành trì rồi đến thể ngộ, dạy cho chúng ta nhận ra năm uẩn là không, gọi là vô ngã. Khi ta nhận ra vô ngã rồi thì bây giờ mọi chuyện khổ đau phiền lụy nó rơi rụng như lá mùa thu vậy. Bởi vì chúng ta không thấy nó vô ngã, cho nên cái gì ta cũng khổ đau, cái gì ta cũng chấp nhất, cái gì ta cũng phiền hà, cái gì ta cũng sợ sệt, cái gì ta cũng nghi ngờ, cái gì ta cũng ngăn ngại. Đã vô ngã thì có gì có những điều đó đâu. Vì vậy mà Kinh Tạng Nam Truyền gọi là Tiểu Thừa thì các vị mới đưa ra một cái vấn đề là phải kiên trì trong sự hành trì. Phải kiên trì trong sự hành trì. Đó là điều thứ nhất. Hồi nãy tôi đưa ra vấn đề Kinh Tạng Đại Thừa thì gọi là thể ngộ đó, hành trì nó cũng có hai vấn đề. Thì bây giờ tôi đưa ra Kinh Tạng Tiểu Thừa, hành trì thể ngộ cũng hai vấn đề. Thứ nhất là phải kiên trì trong sự hành trì. Tại sao ta phải kiên trì trong sự hành trì? Vì ta hay có bệnh lãng quên và tâm thức ta thường chạy ngược chạy xuôi. Cho nên Kinh Tạng Nam Truyền chú trọng chỉ có năm căn, là không có chú trọng ý căn. Các vị nên nhớ, chỉ có Kinh Tạng Bắc Truyền hay là Đại Thừa thì mới nói lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nhưng mà Kinh Tạng Tiểu Thừa Nam Truyền chỉ có mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thôi. Nó năm căn không nói sao. Ý để nó qua một bên. Bởi vì năm căn xưa nay nó đều hướng ngoại. Mắt thì cứ nhìn ra, hay nhìn ra. Tai thì cứ lắng nghe. Mũi thì cứ cố gắng kiếm mùi để ngửi. Lưỡi thì cứ nếp, cũng từ ngoài đưa. Thân thì cứ đụng cọ qua cọ lại cho nó đã. Trên đời này có những cái ngộ đó, có những cái tình yêu. Bởi nó tình yêu là cơn bão dữ đưa người xuống hố sâu của nước mắt. Tình yêu, nhớ đó là học Kinh Thắng Mang. Tình yêu là cơn bão dữ đưa người đến hố sâu của nước mắt. Nhưng đồng thời tình yêu cũng là hương vị ngọt ngào để nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát. Tình yêu, tại sao tình yêu là cơn bão dữ đưa người xuống hố sâu của nước mắt? Là vì yêu nhau quá.
Cho nên nói thật các vị yêu, tới mức độ mà có những đôi trai gái đi trên một chuyến xe, trên một tàu hỏa, trên một chuyến máy bay vài giờ đồng hồ thôi mà ngồi cách xa ta chịu cũng không nổi nữa. Cho nên tình yêu như vậy là cơn bão dữ đưa người xuống hố sâu của nước mắt. Còn đối với đạo Phật, tình yêu của đạo Phật, tình yêu là hương vị ngọt ngào để nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát, đó là yêu tự thể của bản tâm. Các vị thấy chưa? Các vị nghe tiếng chim mà tôi đóng cửa kính mít mà bên ngoài nó kêu in nổi vậy đó. Tại bữa nay không có gì cho nó ăn hết trơn. Cũng vui. Nó kêu là đóng cửa kính mít mà vẫn nghe tiếng chim kêu rộn rã như thế không? Trở lại các vấn đề. Nếu như ta còn sợ tử sanh, thì ta còn phải dính liền với sự kiên trì. Kiên trì ở đây là gì? Vì ta sợ chuyện tử sanh, cho nên ta phải cần có sự kiên trì trong sự hành trì. Như hồi nãy tôi nói, con mắt nó nhìn bên ngoài, khi nào con mắt nó bị nhậm thì mình mới ngơi nghỉ để mình lo, mình lấy kiếm mình đeo, lấy băng bông mình băng, lấy thuốc mình nhỏ mình lo chữa trị. Chứ còn không thì cứ con mắt này mình để nó hoạt động, nó nhìn đủ thứ. Cho nên đó là sự kiên trì trong sự hành trì. Thứ hai là nhẫn lực trong sự hành trì. Nhẫn lực ở đây không phải là sự đè nén kìm kẹp, mà là năng lực quá giải. Tôi phân tích rộng ra cho đại chúng. Hồi nãy giờ các vị đừng nói là tại sao học cái bài về thiền mà thầy nói cái gì đâu không, nó vô rồi đó nha. Nó vô đề nãy giờ rồi đó à. Chứ không phải lấy từ chữ ra nói mới gọi là vô bài giảng đâu nha. Hành diệt thiền, tỏa diệt thiền, ngữ mặt động tịnh thấy an nhiên là nãy giờ là nó vô rồi đó nha. Chứ đừng có tưởng nó cầm đọc từng câu, nói từng câu mới là vô đề nha các vị. Nãy giờ thì chứ tôi xuất vô rồi đó. Có những cái nhẫn, các vị nên nhớ, đối với nền kinh tạng đại thừa thì các vị nên nhớ rằng Bồ Tát phải tu cái hạnh nhẫn nhục, trì giới, bố thí, thiền định, tinh tấn, vân vân là năm, và cuối cùng rồi mới tới trí tuệ. Như vậy nền tảng của năm cái kia đó là trí tuệ, có trí tuệ thì năm cái này nó mới vươn lên, thì nó thành tựu gọi là lục độ ba la mật. Tu hành có những cái sự nhẫn, nhẫn tới mức độ mà người ta chửi mình, người ta nhiếc mình trước mặt mình, rồi mình ráng mình nuốt nước miếng mình chịu, để mình ôm ấp mình đau khổ, rồi vô tình như vậy để cho mình về, mình ứ động trong cái tim mình, cái thức của mình ngủ không được, để thành mình bệnh hoạn, mình sầu não, rồi bệnh cho tới mức độ mà mình tâm sầu bạch phát. Như vậy cái nhẫn đó không phải là cái nhẫn của người đệ tử Phật. Cái nhẫn đó của người ngu. Các vị đừng nghĩ rằng người đệ tử Phật hãy nói nhẫn là cái gì cũng nhẫn, không phải. Nhẫn sao mới gọi là nhẫn? Thay vì bây giờ lỡ người ta chửi mình, cứ việc chửi thế rồi đi, chửi đại rồi đi, chửi rồi quên đi, chửi cho đã rồi hai bên cùng chửi rồi nghỉ. Vậy mà nó an lạc, nó tốt. Gọi là tốt đời đẹp đạo hơn cái kiểu mà nhẫn để người ta sỉ nhục, người ta mắng nhiếc mình, rồi mình nuốt mấy ngợt ngợt đó, để mình về mình sầu tư, rồi mình nghĩ cách này cách khác, rồi mình tâm sầu bạch phát. Như vậy cái nhẫn đó nhẫn của người ngu, chứ không phải nhẫn của đệ tử Phật. Các vị là người học Phật, đừng bao giờ đem cái chuyện mượn ông Phật ra nói nhẫn rồi cái rồi nói trên trời dưới đất không được nghe các vị. Cái chữ nhẫn lực, cái chữ nhẫn lực ở đây không phải là sự đè nén kèm kẹp, mà là một cái năng lực quá giải. Nhẫn này đưa đến thiền quán, có nghĩa là nhẫn, khi nào chúng ta nhẫn lực thì gọi là ta mời được những cái ý thức bất an, bất ổn, bất bình, ta mời được những cái sự giận dữ, những cái sự nhục mạ nó ra khỏi tâm thức này, thì cái đó mới là cái nhẫn của đạo Phật. Các vị rõ điều đó chưa?
họ tôi phân tích rất kỹ, ra rất kỹ. Còn chúng ta nhận để chúng ta nuốt nước miếng ập ập, để là chúng ta đêm năm canh lầm nương dắt quế, cái nỗi buồn này ai dễ giết ai, giết nhau chẳng kiếm lô cầu, giết nhau bằng cái ô sầu độc chưa, thì đó là cái nhẫn của người ngu. Tôi xin phép tôi nói nặng nề như vậy để cho những Phật tử thiện tri thức rõ điều đó nha. Chứ các vị đừng có nói tôi khôn chưa mà tôi chửi các vị ngu, không có nha. Sở dĩ tôi nói mạnh, nói danh từ cho nó thấm như vậy để cho các vị hiểu rõ. Để các vị khi các vị biết rồi đó, các vị còn truyền cho những huynh đệ, bạn bè, đồng tu khác là nó lợi lạc biết bao nhiêu. Cho nên nghe kinh Tạng Liễu nghĩa là không được chấp văn tự. Ai chấp văn tự thì xin mời đừng nghe. Các vị nhớ, ai chấp văn tự xin mời đừng nghe. Đừng có ai mà đi vô đây mà xọt vô cái miệng mà nói với tôi là trời ơi thầy giảng thì nghe hay, mà thầy xọt vô cái rồi nghe nó rất quá. Vậy đừng nghe. Cho nên vậy mà tôi sống bây giờ, tôi chấp nhận tôi sống một mình. Một mình cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui với nhịp thở bước chân đi. Cho nên tôi, ai có thể xen dự vào tôi cái việc gì cũng được. À nó là thầy, à, con thấy ha, tôi thấy hàng ngày thầy cũng hơi dễ nổi nóng rồi tôi nghe nha. Nhưng mà chọt vô cái vấn đề hoằng pháp của tôi thì coi như vĩnh viễn, coi như người đó tôi không cần. Bởi vì là tôi đã chấp nhận lên pháp tòa, gọi là kiến pháp tràng, lập tông chỉ, đại Phật tiên dương, là tôi đã có cái ý thuốc của tôi trong đó rồi. Các vị có thể khuyên tôi cái gì cũng được, à, khuyên là thầy bớt ăn lại, đừng ăn đường nhiều, tiểu đường, đừng ăn mặn nó lên huyết áp, đừng ăn dầu nó lên mỡ, vân vân, thì cái đó cái gì về cái bản thân tôi cũng được. Mà bất cứ Phật tử nào mà chen dự vào cái việc hoằng pháp của tôi thì dường như tôi bất cập. Tôi nói thẳng các vị, bởi vì tôi 30 năm ở trong chùa, 25 năm nghề nó dạy nghề rồi, mà bây giờ các vị mà lại đây mà dạy khéo tôi điều đó là tôi không đồng ý. Cái này tôi nói thiệt, không phải là tôi bản ngã, mà đừng bao giờ chen dự vào cái việc hoằng pháp của tôi. Luôn cả quý thầy khuyên tôi cái gì được mà chen dự vào việc hoằng pháp của tôi, mà tôi nói đúng lý đúng như vậy mà chen vô là coi như là cái người đó không phải là thiện hữu tri thức của tôi. Dầu người đó là thân, dầu đó là thương, dầu người đó là lo lắng cho tôi cỡ nào không biết, mà chen dự vào cái chuyện hoằng pháp của tôi, đó là kẻ phá đạo. Cho nên như vậy mà tôi coi như riết là tôi không còn ai xung quanh tôi là vậy đó. Tại vì tôi nhức đầu lắm. Nói cho các vị biết, những cái bài giảng thì các vị phải cảm thông cho tôi không nói, không phải là tôi kể công kể lễ chứ. Từ hồi 3 giờ chiều mà tôi viết luận tới giờ này, vừa xong 20 phút là tôi báo là tôi sắp giảng đó các vị biết. Phải viết ra từng ngữ nghĩa như vậy, đọc lại tất cả các bản kinh rồi soạn lục, rồi tìm rồi viết như vậy, các vị nghĩ coi. Vì kiểu như cái bữa mà tôi giảng Pháp Bảo Đàn kỳ 2 đó, các vị biết tôi làm từ 3 giờ chiều tới 1 giờ khuya mà không rồi cái văn kinh để sáng tôi giảng. Các vị biết cỡ nào? Bởi vì kinh sách luận giải bây giờ mạnh ai nấy viết, mà viết theo cái nếu mà chánh lý thì không nói, là có theo cái ý của mình, rồi theo thêm sắc vô đạo này đạo kia, trong đó mượn danh từ này danh từ kia, trong khi Phật mình sử dụng không hết mà đi mượn danh từ của người này người kia. Ý mình có đi học ở bên Tây, bên Tàu, ở bên Anh, bên Pháp, cái rồi lấy câu của nhà văn Pháp đó làm vậy, nhà văn Anh đó làm vậy, thêm vô trời tôi đọc mục con mắt tôi luôn các vị. Mà tôi phải làm sao mà tôi sàng lại các vị biết, là bây giờ mấy cái này là tôi sàng dữ dằn, sàng làm sao nói cho đúng để lại cho em Út đời sau. Này tôi nói thật, bởi vì cái Pháp Bảo Đà, cái chứng đạo ca này là tôi cũng cảm ơn là một người Phật tử khi nó đánh phá tôi, họ thấy tôi sẽ bị mang tai tiếng, họ tìm hiểu và họ thấy tôi có khả năng nói được chân lý, họ tha thiết, thành ra tôi cũng nói một lời cảm ơn một lần này nữa đó. Rồi trong đó các huynh đệ mà chấp nhận theo tôi đó, thôi thầy giảng lại mấy bộ kinh cho con nghe đi, khi mà thầy có am, có cái am của thầy an cư lạc nghiệp rồi thầy giảng lại, ô đủ cái duyên như vậy tôi mới giảng lại đây.
Giảng lại kỳ này là gọi là để lại cho đời sau đó các vị. Để lại cho đời sau. Rồi bây giờ các anh em làm YouTuber như là Thiện Thông, như là Minh Hạnh, là kỹ sư Dương Trung Hiếu, rồi bây giờ là bắt đầu lo mấy cái trang YouTube vậy, là tôi cũng có lời cảm ơn. Tôi có lời cảm ơn là làm vậy để truyền trì mạng mạch đạo pháp. Tôi cảm ơn thành thật. Cho nên á, tôi mới nói các vị là tất cả mỗi người đều có cái quyến thuộc hết. Phật có quyến thuộc của Phật, Bồ Tát có quyến thuộc của Bồ Tát, Thinh Văn có quyến thuộc Thinh Văn, quỷ ma nó có quyến thuộc quỷ ma, Atula có quyến thuộc Atula, ăn cướp nó có Lola quyến thuộc, con người nó có quyến thuộc của con người, bộm nhậu nó có quyến thuộc bộm nhậu, trí thức có quyến thuộc là trí thức. Cho nên bây giờ tôi chân thành là tôi mừng là xung quanh tôi bây giờ giàu nó không có Phật tử mà ào ào, nhưng mà toàn là trí thức, là tôi mừng điều đó rồi đó. Tôi an lòng với điều đó rồi đó. Chứ sợ xung quanh mình là toàn là cái thứ mà mê tín dị đoan, là xích tai, là gái gọng, là đá cá lăng dưa, là đầu trộm đuôi cướp, thì tôi là người gì tôi mới có chúng tôi như vậy. À, cho nên tôi mừng. Tôi mừng là giàu tôi mang tai, mang tiếng, mang đủ thứ, mà bây giờ xung quanh tôi là trí thức không à, là tôi mừng rồi. Thậm chí bây giờ coi như các vị biết là ăn ngon, ngủ ngon, nhàn, từng bước chân đi, cho nên hành việc thiền, tỏ việc thiền, ngữ mặt động tĩnh, thể an nhiên là như vậy đó. Đó. Như vậy năng lực trong sự hành trì nhẫn ở đây là nhẫn lực. Nhẫn lực ở đây là không phải sự đè nén kìm kẹp, mà là năng lực hóa giải. Nhẫn này đưa đến thiền quán. Nhẫn này là mời những cái ý thức bất an, buồn giận, căm thù, tức tối ra khỏi trí não của mình thì mới gọi là nhẫn lực. À, các chị nhớ, chị nhẫn lực là vậy đó. Chứ không phải nhẫn là người ta chửi trước mặt mình, rồi mình cắn răng, mình nghiến răng, mình chịu, mình về cái mình rung, rung cầm cọc. Nhẫn đó không có thứ nhẫn, thứ đó là thứ ngu. Mà nhẫn lực có nghĩa là mời những cái căm thù, mời những cái sự giận dữ, mời những cái bất an ra khỏi cái tâm thức của mình, khỏi trí não của mình, mới gọi là nhẫn lực. Như vậy là cái gì? Là nhờ vào đâu? Nhờ vào năng lượng của từ bi, ta rải xuống, dập tắt bao muộn phiền. Đây là con đường trí tuệ, tệ tri chứ chưa phải là tệ giác. Nhờ năng lượng từ bi, nhờ cái tệ tri, mình chợt nhận ra, mình mới hay rằng cái năng lượng từ bi nó rải xuống, nó rải xuống, nó làm cho dập tắt cái ngọn lửa đau khổ, căm thù, bất an, buồn giận, tức tối ra khỏi trí não của mình. Như vậy mới gọi là nhẫn lực. Cái điều thứ hai là vì chúng ta không có nhận, là chúng ta thường hay nhìn người, chúng ta hay phê bình, nghe người nói chúng ta hay diễn dịch một lời nói của người mà mình dệt ra bao nhiêu ý nghĩa sai lệch. Một câu nói vô tư của người mà đi ngang cái màng nghĩ của mình, thành ra mình ngỡ, mình suy dịch ra là câu nói nào là móc họng, nào là câu nói đá dò lái, nào là câu nói yêu cầu ta nghĩ sai lệch một tí xíu thôi, thì nó nảy sinh ra bao nhiêu phiền não đều có mặt. Khi có một ý niệm sanh khởi thì các vị thấy thời gian nó chen vào, không gian nó liền có mặt. Các vị vừa sanh khởi thôi, thí dụ như quý vị cảm thấy quý vị không ưa người đó, người đó vừa mở miệng nói cái câu gì đó là quý vị tự động trong lòng quý vị nghĩ là ta nói xấu mình, ta nói móc họng mình, người ta nói dèm pha mình, bắt đầu là trí não của mình suy nghĩ cái con quỷ này ngày xưa nó lấy bậy lấy bạ, bây giờ nó bày đặt nó vô chùa cái nó là dạy đời mình, quá khứ của nó nghèo, bây giờ nó mới vừa lên tanh, bắt đầu mình tự động cái là không gian thời gian nó có mặt. Các vị thấy có điều đó không? Tôi nói vậy các vị thấy có đúng không? Cho nên con người của chúng ta bị cái bệnh, có nghĩa là khi chúng ta nhìn sai lệch về người, cho nên thời gian nó mới chen vào và không gian nó mới có mặt. Hai cái đó nó đồng thời nó nhảy một lượt vào trong ý thức của mình. Nó tuyệt vời chưa? Các chị thấy học từng chữ vậy nó hay chưa? Như vậy, học như vậy để chi?
Nói ra như vậy để chi? Để mình biết khi nào, khi nào mình sanh khởi ý niệm thì thời gian không gian nó nhảy vào. Ô thế thì mình thay nó ra. Mình nhìn người bằng cái năng lượng từ bi. Mình phải có tuệ tri liền. Ở đây tôi nhắc lại là tuệ tri chứ chưa nói tới tuệ giác. Tuệ tri là năng lượng từ bi. Còn đại từ bi thì mới đặt tới vấn đề tuệ giác. Còn mới có năng lượng của từ bi. Từ bi năng lượng này nó rải xuống. Nó rải xuống để cho nó dập tắt cái tâm sanh diệt bồng bềnh, cái ý thức mà nghĩ ngợi viễn vông, cái giận hờn, cái căm thù, cái tức tối. Tôi đã từng thực tập. Nếu như cuộc đời mà nó không ba chìm bảy nổi, nó không lên bờ xuống ruột, thì ngày hôm nay tôi không nói được ra điều này. Bởi vì thấy ghê chưa? Hay chưa? À. Cho nên vậy, đừng ai nói, tôi tu hồi nhỏ lớn, tôi hiền. Trời, tu hiền tu làm chi vậy các gì? Tu hiền cần gì tu? Cọp beo nó mới cần tu, nó thằng lằn lắng mót tu chi? Cho nên nhiều người mở miệng nó tu rồi dữ quá. Và tôi mới là hiền nhất thế gian này. Tôi tự hào tôi là người hiền nhất trần thế này. Ai nói tôi dữ là người ngu á. Chứ tôi mới là người hiền. Đạo Phật nói vậy nó mới gọi là đạo. Mà lời của Hòa Thượng Từ Thông đó là nó nói gì cũng không đúng hết trơn là vậy đó. Không đúng là đúng đó mà. Mà anh cho anh nói đúng, anh cho nói anh nói hoa, nói hoa lá cành, nói coi như là ngôn ngữ đè hoa què thì coi chừng đó, vọng ngữ cuốn chúng sanh đó. Cho nên lời của Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Lời của Phật là lời chân, lời thật, lời trước sau không sai khác, lời không có vũ khí hoa mỹ ai hết. Sẵn đây bây giờ để xả stress rồi hết giờ chưa? Trời ơi, giảng hết giờ không hay nhưng mà bây giờ còn hay quá các vị ơi. Ồ, hết giờ không hay. Vậy là mai học bài này một bữa nữa rồi đó. Thôi, để xả stress kể câu chuyện này nữa, nghỉ mai học tiếp, không có học nhiều. Học nhiều nó ngán lắm. Giống như nhiều người mà nghe pháp nhiều, cái học sữa. Giống như đứa con nít vậy đó, uống sữa nhiều quá, ọc sữa. Kể câu chuyện này để nhắc, để chứng minh cái đề tài này nữa nghỉ nè. Câu chuyện này câu chuyện ngụ ngôn mà nó vui lắm, nó có ý nghĩa tôi mới kể, ý nghĩa nó liên quan tới Phật giáo, tới ý thức của ta. Có hai cái linh hồn bỏ xác thân nó trần đời, chết xuống diêm chúa. Khi xuống diêm đài thì diêm chúa mới cho Hắc Bạch Vô Thường lật sổ ra coi cái hai anh này có làm phước gì không, có làm tội gì không để cho anh đi đầu thai. Nếu anh có làm phước thì cho anh đầu thai vô nhà giàu, cho đầu thai vô là học giỏi đẹp trai trí thức. Còn nếu có làm tội thì cho vô đầu thai vô cái chỗ mà chiến tranh bần cùng ngu dốt tối tăm tật nguyền. Thế thì Hắc Bạch Vô Thường mới lạc, nó dạ thưa diêm chúa, hai ông này ở trên trần gian này cũng không có làm gì tội, mà cũng không có làm gì phước hết trơn. Vậy thì thưa diêm chúa giờ cho ông đầu thai cửa nào? Thưa diêm chúa cho đầu thai cửa nào? Diêm chúa ông cứ ông chắc lưỡi nói trời ơi, trên thế gian này thì phải có làm gì đó chứ. Nếu làm tội thì ta cho đi đầu thai cái cửa đâu đen tối, còn làm phước thì cho ta cho đi đầu thai cái đường sáng sủa. Mà hai ngươi chơi kỳ quá, mà thật sự ta là diêm chúa thì ta đâu có gọi là sử quan dễ quan cho ai được, bởi vì thánh thần ta quan hối lộ,
Bây giờ ngươi chơi và trên trần gian thiện ngươi cũng không làm mà ác ngươi cũng không tạo, thì bây giờ ta cho đi đầu thai cửa nào? Nhưng Chúa cứ dòm hai cửa hai bên. Một bên thì cửa tối tâm là của kẻ làm ác, một bên thì thiện của kẻ, một bên thì sáng sủa của kẻ làm lành. Mà tên này, hai tên này nó không có làm gì trên trần gian, ác nó cũng không làm bao cái gì lớn lao. Dĩ nhiên cũng có tạo chút chút, nhưng mà nó không đến độ là phải đi cửa đen tối. Mà thiện thì nó cũng làm gì thì cũng không thể đi được cửa sáng sủa được. Thôi bây giờ ta cho hai ngươi tự chọn. Bây giờ có hai con đường để cho các ngươi trở về trần gian. Thứ nhất là một con đường khi các ngươi đầu thai trở lại trần gian này, chỉ ngồi không đó có người đem tới cho hưởng. Còn con đường thứ hai là các ngươi có mặt ở trần gian này, cái đời tiếp theo các ngươi phải cống hiến, các ngươi phải ban tặng. Đó, hai con đường. Một con đường là các ngươi chỉ ngồi đó cho có người tới để cho, để cấp phát. Còn một con đường là các ngươi phải đi cống hiến, đi ban tặng. Thế thì cái anh kia đó, anh lật đật nó dạ, thưa Diêm Chúa, tôi chọn con đường mà tôi ngồi cho có người cấp phát, chứ tôi không có muốn ban tặng ai đó. Đời tôi là không có muốn cho ai hết trơn. Thế thì anh kia nói thôi, thì anh chọn con đường cống ban tặng, không chọn cống hiến, không chọn, mà anh chọn con đường ngồi đó cho người ta lo, thì thôi tôi xin chọn con đường cống hiến. Thưa Diêm Chúa, tôi xin chọn con đường còn lại của anh kia. Thế thì cuộc đời trải qua mấy mươi năm, hai anh đều có mặt ở trần gian hết. Cho tới một trưa hôm nọ, giữa trưa hè nóng bức, cái anh mà chọn cống hiến đó, chọn ban tặng đó, anh đang lái chiếc xe quy kỳ Mercedes gì đó, Mercedes anh lái, chở vợ đẹp, chở con xinh, chở trên xe ảnh toàn là những đồ để đem đi làm từ thiện quý giá, túi thì đầy ắp tiền bạc. Anh mới dừng ở ngã ba đường, khi đèn đỏ thấy có một cái người nọ cứ đưa tay ra và viết trên bảng, mình nói theo kiểu Mỹ là homeless, đưa tay ra, đưa nón ra. Anh này mới dừng xe lại, mới móc tiền, móc quà cho anh kia. Bây giờ, ủa, anh à, mới giật mình. Câu chuyện đó các vị suy nghĩ đi. Mới giật mình. Nói như vậy, chúng ta mới thấy rằng chỉ cách một đường tơ kẻ tóc thôi mà hai lối rẽ. Thì giữa phàm và thánh cũng như vậy đó. Thôi, câu chuyện xin tạm ngưng tại đây. Và chiều ngày mai giờ này, huynh đệ mình tiếp tục học cho hết cái bài này. Và có thể học qua cái bài gọi là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh. Sanh tử du du vô định chỉ, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên. Hai bài này rất hay và rất hay. Xin chào hết các bạn.